quý vị, hôm nay đã là ngày mùng 2 Tết Xuân Giáp Thìn. Chắc hẳn dư vị sum họp, đoàn viên hạnh phúc của gia đình trong ngày đầu tiên của năm mới, ngày mùng 1 Tết vẫn còn đọng lại thật ấm áp trong cảm nhận của mỗi người chúng ta. Theo phong tục cổ truyền của người Việt, ngày mùng 2 thường là ngày để mọi người xuất hành, chúc Tết bạn bè, chia sẻ niềm vui, đón vận may, xin lộc và phát lộc. Chữ lộc trong văn hóa phương Đông mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Lộc không chỉ liên quan tới vật chất mà còn chứa đựng nhiều giá trị tinh thần và văn hóa. Trong đó thì phong tục thi chọn người sông đất, lì xì đầu năm hay là thăm viếng người thân, bạn bè luôn được người Việt duy trì và thực hiện một cách cẩn trọng. Bây giờ thì chúng ta cùng gặp lại nhà nghiên cứu Đông Phương học Nguyễn Quang Minh để hiểu rõ hơn về chữ lộc trong cuộc sống xã hội. Chúng ta bàn về lộc, chúng ta đã từng đề cập tất cả các kết quả bền vững thì phải tạo được phúc, và các cái kết quả trên nó chính là lộc. Lộc không phải chỉ theo một cái nghĩa hạn hẹp là tiền bạc. Lộc này nó còn để lại cái nền tảng, cái đạo đức cho một quốc gia, để lại một cái nền tảng văn hóa cho một cái khu vực và nhỏ cho một gia đình. Đó chính là lộc. Lộc là sự toàn diện giữa văn hóa và vật chất. Năm 2024, năm Giáp Thìn, là một năm mở màn cho một chu kỳ, một tiểu vận mới. Vị trí phát lộc trong học thuật truyền thống là vị trí của chính đông. Chính đông trong cái biểu trưng là cây cối, là hoa lá, ngũ hành là thuộc mộc. Mà người ta nói rằng vạn vật bắt đầu từ mộc, từ chấn. Như thế chúng ta phải thấy rằng sau nghỉ Tết âm lịch xong, chắc chắn chúng ta phải tập trung vào làm việc ngay. Thì vạn vật bắt đầu từ cái mùa xuân này, mùa xuân thuộc mộc. Và đây là một giai đoạn quan trọng nhất của lực lượng thanh niên trong mọi ngành nghề. Thì đều đang rất rất tốt của thời và của vận. Và hy vọng khi chúng ta đã được thời và vận thì chúng ta sẽ có những kết quả rất tốt, và đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn.